Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Clip người phụ nữ lớn tuổi làm xiếc khi lái xe máy tốc độ cao trên đường khiến nhiều người thót tim. Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi vừa đi xe máy vừa thể hiện những tư thế kỳ lạ trên đường quốc lộ 13 đoạn đi qua tỉnh Bình Dương khiến nhiều người ngạc nhiên và có phần rất lo lắng. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi chạy xe máy nhưng đứng hẳn người lên, thậm chí nằm úp người trên xe yên xe khi đang di chuyển tốc độ cao khiến nhiều người hoảng sợ. Theo như người đăng chia sẻ, hình ảnh này được ghi lại trên quốc lộ 13 đoạn đi qua tỉnh Bình Dương. Theo hình ảnh trong đoạn clip hơn 2 phút ghi lại, người phụ nữ điều khiển chiếc xe Club màu vàng. Ngay từ đầu đoạn clip, người phụ nữ đã vừa chạy xe vừa đứng hẳn người lên trên hai bàn đạp một thời gian hơn 1 phút. Sau đó dường như nghe được lời trêu chọc từ người quay clip và biết có camera đang quay. Quay xe lớn tuổi này đã được thể làm những động tác nguy hiểm khác khi đi xe. Người phụ nữ này gần như nằm trên yên, ngực tựa vào ghi đồng, hai chân co lên đặt vào yên xe. Thậm chí một lúc sau, người phụ nữ này còn thả chân tự do sang hai bên, khiến người đi đường không khỏi giật mình và hoảng hốt. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự sợ hãi trước hành động chạy xe nguy hiểm liều lĩnh của người phụ nữ này. Nhiều người đã lên tiếng mong lực lượng chức năng vào cuộc, bởi những hành vi vi phạm luật giao thông thế này sẽ còn gây ảnh hưởng tới cả những người khác cùng di chuyển trên con đường. Chia sẻ, lái xe như vậy nếu phải phanh gấp thì sẽ không phanh kịp, ngực đập vào ghi đông mạnh hơn, như vậy thì nguy hiểm hơn cho tính mạng đấy, một tài khoản bình luận. Nhìn thấy những hành vi này trên đường, mình luôn thấy sợ, chẳng hiểu họ thấy vui ở đâu, vừa nguy hiểm cho mình vừa nguy hiểm cho người khác nữa, một tài khoản khác chia sẻ. Hiện đoạn clip vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.